Căng thẳng giữa Nga và NATO đang leo thang nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trong thời gian này, NATO không chỉ hỗ trợ mạnh mẽ vũ khí và vật tư cho Ukraine mà còn tăng cường lực lượng tới biên giới phía Tây Belarus. Cách đây không lâu, Lithuania, một thành viên của NATO, cũng cắt đường tiếp cận trên bộ tới Kaliningrad để đáp trả lại NATO. Nga cũng bắt đầu triển khai tên lửa tới khu vực biên giới của mình. Tuy nhiên, mới đây NATO lại đưa ra động thái mới là mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh. Điều này nhằm đưa ra tín hiệu răn đe đối với Nga. Hiển nhiên, điều này sẽ khiến Nga phải dè trừng và cân nhắc nhiều hơn trong việc đưa các quyết định chiến lược. Bên cạnh đó, Putin còn phải đương đầu với những thách thức từ các loại vũ khí tiên tiến trong gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine. Có thể nói, ông Putin lúc này đang là họa vô đơn chí. Kính mời quý vị cùng theo dõi! Nga sắp phải đối đầu với 300.000 lính phản ứng nhanh của NATO. Lực lượng phản ứng nhanh của NATO có khoảng 40.000 binh sĩ, việc tiến hành cải tạo lực lượng này chính là một trong những phản ứng ứng phó của liên minh gồm 30 nước trước hành động xâm lược Ukraine của Nga. NATO vừa mới tuyên bố sẽ tăng lực lượng phản ứng nhanh của liên minh. Số lượng này sẽ tăng từ 40.000 lên đến 300.000 binh sĩ để có thể triển khai nhanh chóng khi cần thiết. Vào ngày 3 tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết động thái này là một phản ứng đối với thời đại cạnh tranh chiến lược. Biện pháp tăng cường khả năng ứng phó rủi ro của Liên minh là một phần trong đại nâng cấp lớn nhất về khả năng phòng thủ và gian đe tập thể của NATO kể từ thời chiến tranh lạnh. Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra một ngày trước khi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO này. Việc NATO mở rộng lực lượng phản ứng nhanh diễn ra sau khi Nga đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh NATO. Kế hoạch quân sự của NATO nhằm tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ phía đông của liên minh, bao gồm tăng số lượng triển khai quân sự của NATO trong khu vực lên các đơn vị chiến thuật cấp lữ đoàn với hàng nghìn quân. Hiện tại, các quốc gia gần với Nga, bao gồm Latvia, Estonia, Litva và Ba Lan, đều có các nhóm tác chiến đa quốc gia đang hoạt động, đồng thời có lên kế hoạch triển khai thêm nhóm chiến đấu ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Ông Stoltenberg nói, Tôi tin rằng Tổng thống Putin hiểu được những đảm bảo an ninh tập thể của chúng ta, biết rõ hậu quả của việc tấn công các đồng minh NATO Điều này sẽ gây ra phản ứng của cả liên minh. Và để nhấn mạnh thông điệp này, chúng ta đang tăng cường sự tồn tại của NATO. Ông nói thêm, tôi dự tính các nước đồng minh sẽ chỉ rõ về việc Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, giá trị quan của chúng ta và trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc cũng có thể áp dụng thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc. Lực lượng phản ứng nhanh NATO NAF được tổ chức từ 3 bộ phận, hải quân, lục quân và không quân. Lực lượng này có thể triển khai nhanh chóng khi xảy ra tấn công. Từ năm 2014 đến nay, quy mô của NRF đã từ 13.000 người lên đến 40.000 người. Công bố mới nhất về quy mô của lực lượng này cho thấy, hành vi xâm lược Ukraine của Nga là điều vô cùng nghiêm trọng đối với NATO. Tuyên bố của NATO về việc gia tăng quy mô của lực lượng phản ứng nhanh NATO được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Có lẽ tuyên bố này của NATO không phải phản ứng trực tiếp đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng quyết định này của NATO sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc chiến. Khi cuộc chiến Nga-Ukraine bước sang tháng thứ Năm, các hành động của NATO sẽ có ích trong việc hỗ trợ Ukraine và củng cố tổ chức an ninh châu Âu. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ đủ khiến Nga phải đứng ngồi không yên. Ngoài ra, còn một vấn đề khiến ông Putin lo lắng, đó là khoản viện trợ vũ khí 820 triệu USD của Mỹ đang được thực hiện. Đây là lô vũ khí mới nhất mà chính quyền Biden gửi tới Ukraine để chống lại Nga. Vào ngày 1 tháng 7, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chính thức công bố khoản viện trợ bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine. Danh sách viện trợ mới nhất này bao gồm Hai bộ hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS, 150.000 viên liệu pháo 155mm, 4 bộ radar chống pháo và đạn dùng cho hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS. Kinh phí bao gồm 50 triệu USD lấy từ Quỹ Hỗ trợ Ủy quyền của Tổng thống PDA và 770 triệu USD lấy từ Chương trình Viện trợ An ninh Ukraine USAI. Phía Ukraine xác nhận rằng hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp đang được đưa vào chiến trường. Quân đội Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện đang sử dụng hệ thống này để giáng những đòn chí mạng vào quân địch. Hệ thống HIMARS dẫn đường bằng vệ tinh có tầm bắn là 64 km, được đặt trên xe tải nên có khả năng cơ động tốt. Quân đội Ukraine đang sử dụng những vũ khí này để nhắm vào các trung tâm kiểm soát chỉ huy, các điểm cung ứng và kho đạn dược của Nga. Hiện nay, quân đội Ukraine đã nhận được 4 bộ hệ thống HIMARS. Được biết, số hệ thống còn lại đang trên đường vận chuyển đến Ukraine. Một quan chức quân sự Ukraine cho biết, các tên lửa và đạn tự hành tầm xa của Mỹ, bao gồm cả tên lửa chống hạm Harpoon, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cho Nga. Đây có thể là lý do khiến Nga quyết định rút quân khỏi đảo rắn. Trên thực tế, người Ukraine đã rất thành công trong việc gây áp lực to lớn lên người Nga, bao gồm việc tấn công tàu tiếp tế bằng tên lửa Harpoon vừa có được. Và khi bạn nhận ra đảo rắn rất nghèo nàn và hoang vu, bạn mới hiểu được tầm quan trọng của nguồn tiếp tế. Người Ukraine đã khiến cho người Nga không thể duy trì các hoạt động trên đảo rắn. Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS là một hệ thống phòng không đạn đạo tiên tiến mà Ukraine vẫn luôn mong muốn có được. Chỉ một tuần sau khi Tổng thống Biden nói rằng có thể được mua hệ thống này cho Ukraine, nó đã xuất hiện trong danh sách viện trợ vũ khí mới nhất. Hệ thống này sử dụng tên lửa không đổi không AIM-120, có tầm bắn khoảng 32 km, có thể đánh chặn chính xác bất kỳ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa hành trình siêu thanh nào, bay ở độ cao từ 305m đến 21.336m. Việc triển khai hệ thống này có thể giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu những thảm kịch như vụ tấn công tên lửa của Nga vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Krimenchuk, miền trung Ukraine. Mỗi ngày, quân đội Ukraine đều cập nhật tình hình thương vong mới nhất của Nga. Mặc dù các số liệu chưa được kiểm chứng độc lập, nhưng các đánh giá của tình báo phương Tây đã phần nào khẳng định những tuyên bố của Ukraine. Ví dụ, mạng lưới nghiên cứu tình báo nguồn mở Oris đã xác minh một cách khách quan rằng có gần 800 xe tăng Nga đã bị phá hủy hoặc thu giữ. Đánh giá này được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận. Ngũ giác đài cũng xác nhận quân đội Nga đã mất hàng nghìn phương tiện chiến đấu các loại, trong đó có hơn 1.000 xe tăng và hàng chục máy bay chiến đấu. Ngoài ra, các báo cáo từ các cơ quan tình báo phương Tây cho biết số quân Nga thiệt mạng trong cuộc chiến cho đến nay lên tới 20.000 người. Mặc dù những số liệu này rất khó xác minh, tuy nhiên, sau khi kiểm chứng và sàng lọc, các số liệu chính thức của phương Tây khá gần với những tuyên bố của quân đội Ukraine. Tính đến ngày 1 tháng 7, con số thương vong của Nga được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố là 35.750 binh sĩ Nga thiệt mạng. Số người bị thương và bị bắt gấp 3 lần con số này. Các thiết bị bị phá hủy bao gồm 3.736 xe bọc thép chở quân, 2.610 xe ô tô, 1.577 xe tăng, 796 khẩu pháo, 645 máy bay không người lái, 217 máy bay quân sự, 246 hệ thống tên lửa đa năng MLRS, 186 trực thăng tấn công và vận tải và 143 tên lửa hành trình bị đánh chặn. Gần như trong cả tháng 6, quân đội Nga bị thương vong nhiều nhất xung quanh các khu vực Slavyaks, Kriviri và Zaporizhia, cho thấy cuộc giao tranh tại đó vô cùng quyết liệt. Theo thời gian, hầu hết các cuộc giao tranh đã chuyển hướng sang Bakhmut, phía đông nam Slaviyak. Sau đó, các cuộc phản công tiếp theo của Ukraine ở xung quanh khu vực này đã chuyển những thiệt hại nặng nề nhất của Nga về phía tây đến khu vực Kherson và Zaporizhia, nơi đây có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trong những tuần gần đây quân đội nga đã duy trì áp lực lên khu vực Donbass quân đội nga dùng tổn thất nghiêm trọng để đổi lấy một chút tiến triển không đáng kể dường như các chỉ huy nga đã học được một điều từ sự thất bại trong các hành động đó là cần phải có thái độ cẩn trọng hơn trong các hoạt động tấn công của mình cố gắng tấn công mục tiêu bằng các loại vũ khí kết hợp Tuy nhiên, việc quân đội nga tiến hành các cuộc tấn công tùy tiện, không phân biệt mục tiêu, thậm chí là cố tình tấn công vào các cơ sở phi quân sự, đã gây ra sự phẫn nộ của thế giới và áp lực quân sự khó chống đỡ. Và đến đây, mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. May anh xin kính chào và hẹn gặp lại.